Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer. Yeah. Ok, chào mừng 500 anh em quay trở lại với kênh của Mẫn nha. Thì năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Chúc cho anh em và gia đình dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha. Ok, thì trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay là vẫn sẽ tranh thủ những cái ngày Tết như thế này, có thời gian rảnh nghỉ ngơi, làm video phục vụ cho anh em. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mod cái skin Tết 20 Tết Tân Sửu 2021 của cái chiếc xe mà mình vừa mới làm trên kênh đó anh em. Chiếc xe công ty Turner Bitalic ấy, một chiếc xe đầu kéo của Mỹ cực kỳ đẹp và xịn sò luôn anh em nha. Anh em nào mà chưa xem cái video hướng dẫn mod cái con xe đó thì chúng ta sẽ nhìn lại trên cái video, trên màn hình của Mẫn nó sẽ hiện lên video đó, và ở cái góc nó có cái đường link. Anh em click vào và chúng ta tải con xe đó về. Nhớ là phải tải con xe đó xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu tải cái skin này về ép vô anh em nha. Tại vì cái skin này là nó chỉ dành cho mỗi cái con xe đó thôi à. Đấy, ok anh em. Bây giờ không làm mất thời gian của anh em, chúng ta bắt đầu video luôn anh em nha. Ok anh em, thì trước khi bắt đầu video, Mẫn xin dành một xin anh em cho Mẫn một vài phút để nói về cái việc mà Mẫn đặt cái đường, đặt cái password ở trong cái việc là bản mod của Mẫn. Thì hiện tại là do anh em lúc trước anh em chỉ vào và xem kênh của Mẫn rất là nhanh, chỉ vào một phút và kéo xuống dưới lấy cái đường link, anh em ao ra ngay lập tức. Thì cái kênh của Mẫn được bị YouTube đánh giá là nó không chất lượng, cho nên Mẫn muốn tăng cái thời lượng mà anh em ở trong video của Mẫn nhiều hơn. Là thứ nhất là do là nếu anh em xem nhiều và ủng hộ cho Mẫn á thì kênh của Mẫn nó mới phát triển được. Thì YouTube đánh giá tốt thì Mẫn mới có động lực và mới có cái gọi là cái niềm vui để mà tạo ra những cái video phục vụ cho anh em của chúng ta tiếp tục ấy. Còn nếu mà anh em xem tầm một phút anh em out thì thứ nhất anh em xem một phút anh em sẽ không có được password nha. Mà nói luôn, xem một phút thì anh em sẽ không có được password, và anh em cho dù có tải được đường link đi chăng nữa thì anh em cũng sẽ không có thể password, anh em không giải nén được, và anh em cũng sẽ không thể nào mod được thành công cái bản mod này đó. Hay là những bản mod về sau thì vẫn cũng đều đặt password hết. Thì hy vọng là vẫn đã để dành cái thời gian ấy. Anh em thấy hôm nay là mùng 1 Tết, người ta đi ăn đi chơi, người ta đi chùa đi các kiểu vân vân đấy, đi chúc Tết đi với người yêu đấy, cho vẫn bỏ qua hết và vẫn ở nhà vẫn làm video phục vụ cho anh em. Thì hy vọng là anh em sẽ để dành khoảng chừng 5 đến 10 phút xem video của Mẫn. Thì trong 5 đến 10 phút đó, hay là trong cái đoạn video đó, thì Mẫn sẽ chèn cái đoạn password của cái giải nén của bản mod đó. Thì anh em xem, anh em nào xem thì anh em sẽ thấy ấy, Mẫn sẽ không giấu cái bản mod đâu anh em nha. Mẫn cho anh em ra bản mod và có password rõ ràng đó. Hôm nay Mẫn sẽ để cái password ở một cái đoạn video nó dài hơn một tí xíu, có thể là do lần trước Mẫn để nó hơi, cái password hiện lên hơi, cái thời gian hơi ngắn cho nên nhiều anh em tua anh em sẽ không thấy. Hôm nay Mẫn sẽ để dài hơn một tí xíu và hy vọng là Mẫn đã làm hết mình vì anh em, thì anh em sẽ ủng hộ cho kênh của Mẫn hết mình bằng cách là xem video 5 đến 10 phút thì anh em sẽ thấy được password và anh em giải nén thôi đó. Anh em thấy là những video lần trước á thì ở dưới comment nó có rất là nhiều anh em họ xem và họ đã lấy được password và giải nén thành công. Còn nhiều anh em họ không nhiều anh em lại lười biếng không xem, không chịu xem cái video của Mẫn, cho nên anh em cứ PM Mẫn hỏi password à, thì Mẫn nói thật ra luôn là hiện tại nếu mà anh em có PM Mẫn đi nữa thì Mẫn cũng sẽ không nói password. Thì anh em hãy chịu khó chúng ta xem 5 đến 10 phút để ủng hộ cho kênh của Mẫn thì anh em sẽ biết được mật khẩu giải nén. Hôm nay Mẫn sẽ để mật khẩu một cái thời gian thời lượng dài hơn, và Mẫn nói trước luôn Mẫn sẽ lặp lại mật khẩu 3 lần trong một video thì anh em xem chắc chắn là anh em sẽ thấy anh em nha. Ok, bây giờ thì Mẫn xin anh em ít phút để nói một vài cái điều mà giữa anh em chúng ta thôi. Người ta nói là mít đằng trước, mít lòng trước đặng lòng sau đấy, thì hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh của Nguyễn Mẫn Gamer. Ok, bây giờ thì Mẫn anh bắt đầu vào hướng dẫn cho anh em cái skin này nha. Ok, chúng ta let's go. Ok anh em, thì giống như những video lần trước thôi, để anh em có cái skin con này thì anh em sẽ vào kênh của Mẫn, mà cách là anh em vào trên YouTube, anh em vào YouTube nha, anh em bấm ở trên đây cái thanh tìm kiếm là Nguyễn Mẫn Gamer nha. Đây nó bị lỗi anh em nha, do cái này cứ mỗi lần đánh ở trên này nó bị lỗi đấy. Anh em vào Nguyễn Mẫn Gamer nha. Đấy thì vào kênh của Mẫn, anh em nhắm vô cái biểu tượng nè đó, và anh em bấm vô phần video ấy. Ở phần video này nó sẽ có một cái video là anh em thấy là hướng dẫn mod xe công ty Turner Bitalic đầu kéo của Mỹ đó, thì Mẫn làm cách đây 3 ngày trước đó. Đó thì là cái lần này, lần Mẫn hướng dẫn là anh em chỉ mới con xe thôi, và cái skin nó
chưa có skin, và hôm nay mọi người sẽ tặng cho anh em cái skin Tết để chúng ta chạy, chúng ta kéo thùng nha. Đó, ok, thì để biết được skin đó là chúng ta kéo cái thùng gì trong ngày Tết thì anh em tiếp tục nha. Chúng ta bấm vô cái nhấp vô cái video này anh em. Đó, rồi chúng ta sẽ kéo xuống đây là anh em. À, anh em nhấp vô cái mũi tên nè để chúng ta lấy cái mô tả nha. Chúng ta xuống mô tả nè, ở dưới phần mô tả anh em kéo xuống tí xíu thôi là anh em sẽ thấy có một cái nè. Là đó, anh em sẽ thấy nhấp vô vào mô dưới đây nè anh em nha. Đó, kéo xuống tí xíu thôi, chúng ta vừa kéo xuống tí xíu thôi. Đó, kéo xuống. Thì nó sẽ có một cái là ở dưới cái dòng mà tham gia group á, tham gia group thì nó có cái là tải skin Tết công ty Tanner Bitalic 2021 đó anh em. Đó, anh em click vô cái dòng này thì hiện tại á, mình nói luôn, đây là cái đường link trên BBLink. Đó thì mình muốn đặt cái đường link này là thứ nhất để cho anh em chúng ta dễ dàng tải hơn, nó sẽ dễ dàng tải hơn. Nó sẽ bỏ qua cái nó sẽ bỏ qua cái đoạn là anh em chọn cái quản lý file mà nhiều anh em đang mắc phải đó anh em. Đó thì với lại một phần á, đặt cái đường link này thì anh em sẽ đọc và anh em hiểu hơn là cái đường link trên Google Drive. Đó, cái đường link này thì anh em chỉ đọc vô nè, anh em đọc vô là sẽ thấy nè. Đây, anh đọc vô nè, nè. BB Link Kin Container Vitalis, cho anh em đọc là anh em sẽ hiểu luôn. Ok, thì chúng ta click vào. Đó, thì cái này nó sẽ hơi hơi mất thời gian của anh em tí xíu, là bản xin anh em tầm 5 giây nha. Đầu tiên là sau khi click vào anh em bấm vô chữ là tôi không phải người máy. Đó, và anh em đợi cho khoảng 5 giây nha. Chúng ta chỉ cần click vào, chúng ta click vào đây để tiếp tục. Đó, anh em đợi cho khoảng tầm khoảng chừng 5 giây thôi anh em, không mất thời gian nha. 5 giây thôi, mình chỉ xin em 5 giây. Đó, sau 5 giây này nó hiện lên là chúng ta lấy link thì anh em cứ lấy thôi. Đó, hãy làm y chang như vẫn làm thôi. Đó, chúng ta cứ chọn đúng Gmail của chúng ta. À, cái phần này là nó cũng sẽ tải trên Google Drive nha, cho nên em chọn đúng cái Gmail trên Google Drive của chúng ta và chấm ok. Đó, cái này nó rất là lẹ anh em. Đó, nó kêu là đang mở trong Google Drive nữa anh em. Anh em thấy là nó đã bỏ qua cái bước là quản lý file mà nhiều anh em đang bị mắc phải. Đấy, thì nhờ cái đường link BBLink này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó, thì anh em thấy là loại tệp này không hỗ trợ nha. Nó kêu không hỗ trợ thì kệ nó anh em. Bây giờ á, là nó đang mở trên Google Drive và chúng ta đã tải xong rồi đó, chúng ta sẽ vào trên Google Drive và kiểm chứng thử coi là nó có nằm ở trong xe chúng ta không nha anh em nha. Đây, chúng ta tắt nha. Bây giờ chúng ta vào Google Drive nè anh em. Vào Google Drive. Đó, cũng giống như những video trước thôi. Anh em bấm vô cái mũi tên, bấm vô cái dấu ba chấm nè, anh em chọn gần đây. À, đây anh em, nó có một cái file là skin công ty Tanner Vitalis 2021.rat đó anh em. Chúng ta nhấp vào cái chỗ này nha, nhấp vô đây. Đó, và chúng ta kéo xuống, nhấp vô chữ tải xuống anh em, tải xuống. Ok, tải xuống là nó sẽ tải một sư mục và hãy xem thông báo để biết. Đấy, thì cái này nó tải cực kỳ lẹ luôn anh em. Đó, nó tải cực kỳ lẹ nha. Đấy anh em, hình như là nó đã tải xong rồi đó. Cái việc này là nó tải hơi lẹ, nó tải rất là lẹ. Tại cái kin là nó chỉ là một cái file PNG thôi, nó không hề mất thời gian của anh em. Thì sau khi tải xong ấy, thì anh em sẽ dùng cái phần mềm là Zachiever. Thì phần mềm này nó khá là quen thuộc với anh em rồi. Thì anh em nào mà chưa có thì anh em cứ vào trên Google Play. Đây là biểu tượng Google Play, anh em nhấp vô cái chữ là Zachiever thôi. Đây, Zachiever. Đó, thì nó có biểu tượng là cái chữ ZA màu trắng nằm sâu ở phía trong. Và ở đây nó có một cái là 100 triệu lượt tải. Đó, thì anh em nào chưa tải nó hiện lên chữ tải, còn anh em nào đã tải rồi nó hiện lên chữ mở như mẫn thôi. Đó, anh em nào chưa tải thì chúng ta sẽ tải nha. Đó, sau khi tải từ Google Drive về rồi thì chúng ta sẽ vào chữ Zachiever nè anh em. Đó, chúng ta kiểm tra thử coi là nó đã nằm trong máy chúng ta chưa, bằng cách là chúng ta vào cái chỗ download này ha. Chúng ta vào file download. Đó, chúng ta bấm vô đây thôi. Đây là công việc khá là quen thuộc, phân loại theo ngày thôi để chúng ta dễ tìm bạn mới hơn. Chúng ta kéo xuống, nó có một cái file là skin công ty Tanner Vitalis 2021 đó anh em. Vậy là chúng ta đã tải thành công rồi nha. Ok, bây giờ chúng ta click vô một cái, click một cái. Anh em nhớ nha, click xong buông liền, chúng ta không giữ nha. Chúng ta click vô một cái là chúng ta buông ra liền. Còn nếu mà anh em mà click nhiều, anh em click vô giữ như vậy á là nó sẽ không có chữ xem. Nó bắt anh em nén hoặc là dễ nén gì là chúng ta sẽ bị hư file. Đó, chúng ta click vô một cái buông ra liền. Ok, click ra buông ra nó có chữ xem, anh em bấm chữ xem nha bạn. Đấy, trong chữ xem này nó sẽ có một cái file là Kin Container Vitalis 2021 đó anh em. Anh em sẽ nhấp đè chuột luôn. Chúng ta giữ con chuột luôn nha. Đó, chúng ta giữ cái tay của chúng ta luôn nha anh em nha. Đây, nếu mà anh em click mà buông ra thì nó sẽ không có cái chữ sao chép. Đó, anh em sẽ đè cái tay vô luôn. Đè cho đến khi nó hiện chữ sao chép mà chúng ta sao chép. Đó, sau khi sao chép xong chúng ta sẽ
đi ra chỗ bộ nhớ thiết bị nè đó. Thì cái phần là mod mod skin đó, thì anh em có thể chọn bất cứ cái chỗ nào anh em thích thôi. Mở thì vẫn thường lưu trong cái file download đó, và trong download này mình sẽ có một cái skin là skin đầu kéo anh em, skin đầu kéo đấy đó. Đây mình sẽ bắt vô đây nha, đó bằng bắt vô đây bằng cách là chúng ta nhấp vô đây là anh em đó, chúng ta nhấp vô đây đó bắt vô. Thì sau khi bắt vô nó sẽ kêu là bạn cần mật khẩu đó anh em, thì anh em sẽ chịu khó xem 5 đến 10 phút để lấy mật khẩu nha đó. Đấy, thì anh em sẽ chịu khó xem 5 10 phút để lấy mật khẩu giùm Mẫn nghe. Ok, sau khi đánh mật khẩu 4 số vào thôi là anh em bấm chữ ok, là sau khi xong là nó sẽ giải nén thành công. Thì giải nén thành công đây là cái skin là skin container Vitalis 2021. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái skin mà Mẫn đã làm cho con xe này nè anh em thấy không? Nó cực kỳ vất vả nha. Làm skin không đơn giản đâu anh em, Mẫn phải test tầm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Mẫn test 10 lần, Mẫn test 10 lần cái skin này và mới ra được cái skin hoàn chỉnh để tặng cho anh em. Đó là cái file là King Kong Titaner Vitalis 2021, đó là cái skin hoàn chỉnh nhất sau 10 lần vẫn phạm lỗi ở mà vẫn đã lưu đây vẫn test nè. Anh em thấy rõ ràng là vẫn nói không có hề hề điêu hay là không nói dối anh em nha. Anh em thấy cái việc tạo ra một cái bản mod về skin nó cực kỳ là phức tạp ở lòng, cực kỳ là khó khăn và giống như là rất là mệt nhọc, chứ không phải là dễ dàng đâu anh em. Anh em thấy Mẫn test 10 lần cái skin thì Mẫn mới tặng được cho anh em cái skin gốc của Mẫn, là sau khi 10 lần Mẫn mắc phải lỗi này anh em thấy không? Đó, Mẫn nói rất là ấy, nên anh em hãy chịu khó bỏ ra 5 10 phút chúng ta xem cái video của Mẫn. Thứ nhất là anh em sẽ biết được những cái chi tiết Mẫn làm. Anh em làm đúng theo Mẫn thì chắc chắn là sẽ làm được. Anh em nào newbie đi chăng nữa cũng sẽ làm được, Mẫn chắc chắn 100% là như vậy, bởi vì Mẫn hướng dẫn rất là chi tiết. Đấy, thì mong là anh em cũng sẽ để ra 5 đến 10 phút dành thời gian để mà xem cái video của Mẫn. Hai anh em chúng ta, Mẫn cho anh em bản mod, anh em cho Mẫn lợi chất lượng của kênh. Rất là cảm ơn anh em nha. Đấy, sau khi mà chúng ta lưu vào xong thì là hiện tại là chúng ta đã xong rồi anh em. Ok, chúng ta lưu vào xong là chúng ta xong rồi. Cái việc mất skin nó cực kỳ đơn giản, không hề mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong game để chúng ta biết cái skin con đó nó như thế nào anh em nha. Ok, rồi chúng ta let's go thôi anh em. Vô game. Chúng ta chịu khó 5 đến 10 phút là chúng ta có ngay cái bản mod skin của Mẫn rồi nha anh em nha. Anh em chịu khó xem video giùm Mẫn. Ok anh em, thì chúng ta vào game rồi, thì đây là cái con xe mặc định mà hôm bữa anh em tải về đó anh em. Anh em tải cái con xe container Vitalis về thì nó là cái đầu kéo màu, cái đầu cái thùng màu đỏ và cái đầu kéo màu xanh đó. Đây là cái con xe mặc định nha. Anh em nào chưa tải thì chúng ta tải trước rồi chúng ta mới tải skin để ép vô anh em nha. Đó, thì sau khi chúng ta vào game rồi thì chúng ta sẽ tìm đến cái skin Mẫn tặng nha. Chúng ta vào chữ nhà xe nè, nhà để xe nè. Anh em nào tiếng Anh thì nó có chữ gara thôi chứ không có gì hết. Sau khi vào nhà để xe anh em chọn qua biểu tượng thứ hai. Đó, anh em click vô chữ là duyệt kênh. Đó, sau duyệt kênh anh em bấm vào chữ là trình quản lý tiệp. Thì anh em nào mà tiếng Anh thì đây nó có để là file gì đó. Đó, file gì anh em nhấp vô. Đó, thì hồi nãy Mẫn lưu ở đâu thì mình sẽ tìm đó. Hồi nãy Mẫn lưu chữ download và Mẫn lưu chữ là kinh xe đầu kéo. Đấy, Mẫn bấm chữ xin kê đầu kéo và cái và bản kinh của Mẫn tên là kinh công ty Titaner Vitalik 2021 và Mẫn chọn là xong. Ok, sau khi Mẫn nhấp vào đây là anh em thấy là đây là cái skin mà Mẫn tặng cho anh em ngày Tết đó anh em nha. Đó, cái skin này thì ok, thì nói chung là mình ép cái skin xong thì chúng ta cứ bấm vô chữ là áp dụng anh em nha. Áp dụng, anh em nào mà giàu á, thì chúng ta cứ chọn tiền, anh em nào mà muốn nghèo thì cứ chọn miễn phí nha. Ok, thì vẫn sẽ dùng tiền luôn để cho cái video nó ngắn xíu để khỏi mất công thời gian của anh em. Đó, thì sau khi nó áp dụng rồi thì chúng ta đi ra anh em và chúng ta sẽ test thử cái skin này. Tại vì con xe này khá dài cho nên Mẫn sẽ vào trong cái 2000 years later. Ok anh em, thì do là cái skin này nó rất là dài cho nên trong gara thì Mẫn sẽ không cách nào mà Mẫn review hết cái skin này cho anh em được. Thì Mẫn bắt buộc Mẫn sẽ vào trong game nha. Vào trong game thì Mẫn dùng cái góc nhìn là 3 trên 4 để Mẫn review cho anh em cái skin này. Đấy, ok, bây giờ Mẫn sẽ mở góc nhìn 3 trên 4 lên nha. Đây anh em, đây là cái skin tổng thể của cái con xe này. Đó, thì cái con xe này á, là con công container Vitalis. Đấy, thì hôm trước là Mẫn đã nói là Mẫn sẽ ra cái skin Tết để cho anh em kéo thùng chở hàng tặng cho giao hàng cho bà con cô bác ngày Tết đấy. Đó, thì hôm nay Mẫn giữ đúng lời hứa, Mẫn sẽ làm ra cái skin này.
cái này thì cũng đơn giản anh em ạ. Thì cái đầu kéo thì vẫn cho nó màu đỏ thôi, tại vì màu đỏ là cái màu giống như kiểu Tết thì nó sẽ là an khang thịnh vượng đầm ấm rồi các kiểu đó. Màu đỏ giống như kiểu tượng trưng cho cái sự là sum túc á, sum túc sum họp gia đình đấy anh em đó. Thì chọn cái màu đỏ nha. Đó thì bạn sẽ gắn thêm một vài cái ngôi sao cho nó lấp lánh khi mà chạy xe, anh em thấy nó lấp lánh cho nó đẹp thôi đó. Thì cơ bản ở phía trên, ở phía đầu xe nó vẫn là nổi bật nhất, vẫn là cái logo của cái nhãn hiệu xe này, đó là logo đầu kéo Mỹ của nhà xe của hãng Pitalic anh em nha. Đó, vẫn có thêm một tí xíu vô đây là vẫn đã thay đổi cái biển số thành bằng biển số Việt Nam rồi anh em. Đó, biển số có cái biểu tượng Việt Nam đây và 59B9999 đại biển số của năm số 9, được gọi là người ta gọi là tứ quý anh em, thì cái này là ngũ quý. Thì bạn muốn ngũ quý là muốn cho anh em Tết là chúng ta chạy con xe này nó sẽ may mắn cho chúng ta, nó tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, nói chung là tấn hạnh phúc, tấn giàu sang, nói chung là từ lương hết đó. Nói chung là nó nói chung là cái gì mà nó trùng á, ngũ quý hay tứ quý là nó sẽ phát triển anh em nha. Ok, đó thì vẫn chọn mì xô rất là đẹp để tặng cho anh em luôn. Ok, thì cái thùng xe hôm nay mà chúng ta chở đó anh em là cái thùng xe Tết trao yêu thương nhận vạn điều may. Đó là cái câu này á, là cái câu mà bạn lấy ở trên mạng, ở đâu, ở trên Tiki hay gì quên mất tiêu rồi đó. Thì là lì xì đến 2 triệu đồng anh em đó, lì xì đến 2 triệu đồng nha, để cho nó hấp dẫn đó. Thì đây là một cái ngày Tết thì chúng ta sẽ kéo thùng xe của ngày Tết đó, trong trong kích hoạt phanh tay gì đó. Đây đây nó kêu mình ấy anh em, đây đại do vẫn ấy cho nên nó sẽ hiện ra đó. Thì nó sẽ là chở theo gì đây anh em, tủ lạnh là tivi rồi các kiểu vân vân để giao hàng cho bà con cô bác ngày Tết thôi đó. Ok, chúng ta xem nè, đây là cái thùng xe của chúng ta nha. Đó, ở phía sau thùng xe của chúng ta, đây là ở phía sau thùng xe đó. Thì do ngày Tết cho nên vẫn làm cái skin này full đỏ luôn đó, để cho anh em may mắn nha. Ở ở dưới cái chỗ này á, thì để mình chạy xe đi xíu anh em, cái này phải chạy ra tí xíu thì anh em mới thấy rõ được, không thì anh em không thấy được đâu. Ok, mình chạy xíu nha. Trời ơi, đậu sao mà nó dính vô trong cái cột luôn mới ghê chứ, hay cực kỳ. Đấy, thì ở cái chỗ này anh em thấy đấy, có một cái là chúc mừng năm mới vạn dặm bình an nè anh em. Đây, chúc mừng năm mới nha. Đây, nó có cái cây này bực mình quá anh em ơi. Nó có cây bùng đó là chúc mừng năm mới bạn dặm bình an. Ok, mở sẽ lít ra đi xíu nữa. Ok, cho nó ra cái chỗ trống trống mà anh em ta review cho sướng anh em chứ, để hôm kia nè. Đó anh em không, chúc mừng năm mới vạn dặm bình an đấy. Là ở cái biển số này thì cũng giống như biển số trước trước anh em, là biển số ngũ 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 cũ là năm số 9 là ngũ quý đó, năm số 9 đó. Và cái skin bên đây, cái thùng bên đây thì cũng là Tết thôi đó. Vậy là chúng ta sẽ kéo một cái thùng Tết để đi giao hàng cho bà con cô bác nha. Một cái skin là full đỏ, ở phía trên nó là full vàng luôn đó, vừa đỏ vừa vàng. Chúc anh em cả năm may mắn và sung túc, kiếm được nhiều vàng anh em nha. Ok, bây giờ là mình sẽ mở ra để mình test thử cho anh em biết là mình sẽ chở cái gì nha. Ok, mình mở cái thùng ra, bấm số 3 anh em nha, bấm số 3 mở cái thùng ra là chúng ta sẽ coi kỹ vô nè. Đó, chúng ta coi kỹ tí xíu. Là chúng ta đang chở cái tủ lạnh anh em, chúng ta đang chở những cái tủ lạnh để giao cho bà con ngày Tết đấy. Thì anh em biết là ngày Tết là chúng ta uống nước, là nó uống nước lạnh nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Chúng ta sẽ chở tủ lạnh giao cho bà con ngày Tết. Chết cha rồi anh em ơi, đang test xe mà còn trời mưa, lần nào có skin mới xe mới thì ông trời cũng rửa giúp mẫn hết, cho nên mà không có cần bị rửa xe rửa kim gì đó đó. Ok, đó thì chúng ta mở chở cái tủ lạnh anh em nha. Đó thì bây giờ chúng ta chở tủ lạnh, chúng ta đóng cửa nè. Đó thì sơ sơ là cái skin mới tặng cho anh em nó như vậy đó anh em. Đó là một cái skin Tết và cái thùng xe ngày Tết luôn đó anh, nói không, đây là cái bánh xe. Thì xung quanh cái bánh xe vẫn có để những cái ngôi sao đó, để những dấu chấm màu đỏ ngôi sao để cho cái bánh xe nó nổi thêm một tí xíu nữa anh em. Đó, rất là đẹp anh em nha. Ok, và bây giờ là chúng ta đã đưa hàng lên rồi, bây giờ chúng mình sẽ chạy một đoạn nho nhỏ thôi nha, chạy một đoạn nho nhỏ để chúng ta test rồi coi thử cái skin này khi mà chạy trên đường nó sẽ đẹp như thế nào anh em nha. Ok, bây giờ mình sẽ lên đường nha. Ok,
Ok anh em, bây giờ mở lên đường nha. Mở đèn lên nè. Con xe này nó khá là dài anh em nha. Cho nên anh em chạy xe này thì anh em nên để góc nhìn làm 2 trên 4 hoặc là 3 trên 4 thì chúng ta mới điều khiển được nha. Thì do đầu kéo của Mỹ cho nên cái lúc mà nó quanh thì cái đầu kéo nó sẽ đi theo luôn, nó khá là hơi khó khó khăn khi mà chúng ta lái xe đầu kéo của Mỹ anh em nha. Anh em nói nó lái hết cái con đường bà nó luôn rồi. Chết cha rồi, cái bánh nó bị dính vô trong đây luôn rồi anh em. Đó anh em lái đầu kéo thì anh em phải chú ý tí xíu nha. Trời ơi, bác kia chờ đi xíu nha, mà phải quanh ra đây mới xong được. Đây anh em, đây là cái con xe chúng ta khi mà nó nằm ở trên đường này anh em. Đó, chúng ta kéo anh thấy không, đây là cái thùng xe cực kỳ to đùng luôn. Phải nói là nó to đùng luôn chứ mà nó cực kỳ to nữa, nó cực kỳ to và cực kỳ dài luôn. Đó nữa là chúng ta chạy đó, cái skin trên Tết đó, chúng ta chạy đây rất là nổi nha. Con xe chúng ta hầu như là nó nổi hết ở cái khu vực này giờ anh em, không có chỗ nào mà nổi bằng cái skin của chúng ta nữa. Đó. Đây. Đó anh em thấy không? Đó skin xe rất là dài luôn, xe dài toàn lon ha. Xe công ty đầu nó kéo mà cho nên rất là dài luôn. Đó, thì anh em lái xe phải cẩn thận ngày Tết nha. Cứ từ từ thôi. Đó bạn dậm bình nè. Đó chúc anh em là sẽ lái xe an toàn nha. Đó đây chúng ta coi cái đầu phía trước của chiếc xe nè anh em. Đây là cái đầu phía trước của con xe đó, nó có những cái ngôi sao nè, có những ngôi sao rất là đẹp nha, có những ngôi sao nó đánh vào các kiểu đó. Đấy anh em, đó hoặc là anh em có thể để góc nhìn là 2/4 nó vô cái góc nhìn này là chúng ta lấy xe cho nó an toàn nè anh em. Đó chúng ta thấy được cái đường chúng ta lấy xe nó dễ hơn là cái góc nhìn hồi nãy nữa. Góc nhìn hồi nãy là nó hơi to cho nên lấy xe nhiều khi chúng ta bị mất kiểm soát ấy. Đó bây giờ trong góc nhìn xe này thì nó sẽ xịn sò hơn, nhìn nó sẽ giống với cái kiểu là chúng ta lấy xe thật hơn. Ok đây mình chạy chạy tí xíu vậy thôi, giờ tới chỗ ăn bún ăn phở rồi, ghé ăn bún ăn phở rồi đi anh em ơi. Ngày Tết đi đội đi dội làm gì đấy, đúng không? Ok đây bây giờ mình sẽ để đây nè, đó chúng ta ghé ăn bún ăn phở này em nha. Đó cái skin con xe này rất là đẹp đó, thì anh em cứ bấm vô cái chỗ này nè, anh em bấm vô đây nè, khi chạy anh em bấm vô cái đèn này nè, đó thì nó sẽ chớp toàn bộ cái đèn ở trên đầu xe luôn, nó chớp toàn bộ những cái đèn ở trên đầu xe cho nhìn nó đẹp nha anh em nha. Ok bây giờ thì mình sẽ ghé ăn bún ăn phở đấy, thì rồi rồi là mình sẽ đã hướng dẫn cho anh em thành công trong cái việc là chúng ta mod cái skin Tết Tân Sửu và chúng ta kéo theo một cái thùng công ty container đi ra con mon đó, thì sẽ kéo theo cái thùng xe công ty container đó là ngày Tết, rồi mình sẽ chở tủ lạnh đến cho mọi nhà anh em nha. Ok thì video mở nó đây là hết, thì hy vọng là ngày Tết vẫn cũng làm việc xuyên suốt và không có ngừng nghỉ để đáp ứng được tặng cho anh em cái skin cũng như là phục vụ cái nhu cầu giải trí của anh em. Thì hy vọng là anh em cũng sẽ ráng dành cho Mẫn 5-10 phút chúng ta xem cái video của Mẫn để chúng ta lấy được mật khẩu giải nén cái skin này nha. Đó không tốn nhiều thời gian của anh em đâu. Đó thì Mẫn làm mod thì Mẫn tốn thời gian rất là nhiều, thì hy vọng là anh em sẽ ủng hộ cho Mẫn bằng cách là xem 5 đến 10 phút cho anh em, thì nó sẽ có cái mật khẩu. Thì mật khẩu mới sẽ đặt 3 lần, mới sẽ lặp lại 3 lần trong cái đoạn video, thì chắc chắn là anh em nào coi thì chắc chắn sẽ có mật khẩu để giải nén cái con xe này thôi. Đó. Hôm nay là mùng 1 Tết, và bây giờ là 8 giờ tối đấy, vẫn dành rất là nhiều thời gian để phục vụ cho anh em chúng ta. Đó. Ngày mùng 1 Tết thì chúc cho anh em và gia đình nhiều sức khỏe, vạn sự may mắn nha, gia đình cả năm hạnh phúc và đầy sung túc anh em nha. Ok hãy nhớ ủng hộ cho kênh của Nguyễn Mẫn Gamer bằng cách kéo xuống dưới, nhấn vào biểu tượng đăng ký chuông, nhấn vào biểu tượng đăng ký và click vào cái chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của Mẫn khi có video mới nhất nha. Ok một lần nữa chúc cho anh em và gia đình năm mới gặp nhiều may mắn. Ok bye bye anh em.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và ích, kéo xuống dưới, nhấn vào nút màu đỏ để đăng ký kênh. Nhớ like và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye.